Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Stickman Zyverex Equip 2. Let's go. Rồi mình sẽ mở trong hộp này có những cái gì. Chọn cái khoan này đi. Làm cái này xem như thế nào. Wow, ra một chiều không gian khác. Vào đây thôi. Wow, lơ lửng luôn ngoài vũ trụ. Chọn cái chết rồi. Ok. Rồi, và chọn cái này đi. Ok, let's go. Oh, cái này đi xem nào. Rồi, mình sẽ trèo lên đây. Tiếp tục một cái ba lô. Thoát rồi. Ok, let's go. Ăn trộm khẩu súng. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai, Granny Chapter 2 của hãng Diablos. Bắt đây. Ok. Đầu tiên thì các bạn sẽ ở trong một căn phòng. Và căn phòng này may mà không có khóa khiết gì cả. Thì các bạn chỉ cần mở khóa thôi. Rồi lên trên tầng. Sau đó thì sẽ tìm những món đồ. Rồi trốn thoát ra khỏi hai ông bà Granny này. Rồi mình sẽ lên luôn trên này. Mở luôn ở đây ra xem có gì không. Ok, let's go. Không có gì. Điều đặc biệt tiếp tục mình sẽ phải làm đồ cái này. Không biết ông già cái đâu thôi. Trước mắt thì mình lên trên này đã. Đóng luôn cửa đây. Ok, let's go. Ở đây thì có nước, cho nên là mình sẽ phải xuống đây và làm cho cái nước này nó chảy xuống. Nếu không thì sẽ có một con quái vật biển, nó sẽ cắn các bạn. Đó là một con bạch tuộc, rất là hung dữ. Con này mà ông bà nuôi rất là lâu năm rồi. Nó sẵn sàng, nó ăn thịt người. À, bức ảnh này ghép thành một bức ảnh. Ok, let's go. Wow,
Oh my god, giật mình. Bà ta lên tận đây rồi. Mình sẽ nhảy xuống đây luôn. Rồi và đây là chiếc chìa khóa để các bạn mở căn phòng của ông ta. Đây là một căn phòng đã bị khóa. Ông ta đeo luôn luôn đeo chìa khóa trên người. Mình sẽ vứt vào đây. Còn một bước nữa. Những cái chiếc chìa khóa đó thì không vào, không cần thiết. Cho nên là những cái gì không cần thiết thì các bạn không phải nhặt. Rồi, mình sẽ cho miếng thịt này cho con một con vật ăn. Và đây hình như là con của ông bà đấy. Nhưng mà đi bằng 4 chân. Rất là kinh khủng. Rồi, khi có đồ thì mình sẽ chạy nhanh. Không nó sẽ ăn xong và nó cắn các bạn ngay. Rồi, đây này thì mình sẽ xuống dưới để bẩy cái này lên. Xem dưới này có gì không. Let's go. Wow, một khẩu súng điện cũng không cần thiết. Cái này cũng không cần thiết lắm. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ lên đây xem như thế nào. Xem có gì trên này không. Đây, ở trong này như còn một thứ nữa mà mình quên mình chưa. Oh my gosh. Mình lại không để ý bà ta đến lại gần, đâm ra lại bị chết rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 3, Slender Rising. Let's go. Mình sẽ sang map này đi. Tựa game này các bạn phải đi xung quanh cái map và tìm những bức hình gắn ở trong những cái map này. Các bạn tìm đủ bức hình thì các bạn sẽ thoát ra khỏi map này và các bạn có thể chơi trong map khác. Thì ở trong đây thì sẽ có một ông Slender. Ông ta sẽ luôn luôn đi xung quanh đây. Khi gặp Slender thì các bạn phải chạy trốn thật nhanh. Phải quay đầu thật nhanh, tránh nhìn ông ta thật lâu. Nếu mà nhìn ông ta lâu thì ông ta sẽ bắt các bạn và các bạn sẽ phải chơi lại từ đầu. Đây là một thành phố bỏ hoang. Ủa, ông ta gần đây. Wow. Đó, các bạn quay thật nhanh. Sau đó thì chạy luôn. Các bạn ấn dị thì sẽ chạy, nhưng mà chỉ chạy được một lúc. Sau đó thì các bạn lại phải thở. Cho nên các bạn phải chỉ chạy một lúc tí thôi. Xong rồi các bạn lại đi. Let's go. Oh, gần đây sẽ có này. Không biết ở chỗ nào đây.
trong tòa nhà chăng? Gần đây có tiếng càng ngày kêu càng to, chắc chắn. Wow. Slenderman này đi rất là nhanh luôn, rất là kinh khủng luôn. Mình có thể chúng ta truyền nó xuống lại, bây giờ chúng ta ở đây. Đấy rồi, để lúc mình sẽ truyền ra đây. Đấy rồi, thì mạng mới thấy. Đó, từ game này các bạn cứ đi xung quanh cái map bản đồ, sau đó tìm những bức hình gắn trên những bức tường hoặc gắn trên những cái hộp gì đó. Render xuất hiện ở đây rất là nhiều luôn, sợ thật. Chuồn liên tục. Đó, cách chơi game này rất đơn giản thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được game tiếp theo, Chuồn Quét Horror 2. Let's go. Một cô gái tắm, đến khi tắm xong lại thành một bà lão. Anh này chắc là mình nghĩ là đi cướp sắc, nhưng ai ngờ nhìn bà lão này là coi như cướp luôn. Okay, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Granny Chapter 1. One day. Một cái lọ này nếu mà ném mạnh thì mà vừa rơi xuống kia thì mình đỡ sẽ đỡ phải cầm khẩu súng, nhưng mà lại không ném được. Let's go. Trong này không có gì luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đổi beta xuống đây. Ok, let's go. Trong này không có gì, chui lên đây xem nào. Ở đây khi các bạn chui ra thì sẽ ra ngoài nhà này.
nó như kiểu là một ngôi vườn, một bình xăng. Mình sẽ chui xuống đây xem như thế nào. Và ta có nuôi một con chim. Nhưng con chim này các bạn phải học và giao tiếp nó, nếu không thì các bạn sẽ bị nó cắn chết. Oh my god, wow, bà ta le rất là nhanh luôn. Bà này công nhận là thính tài thật. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo của Win Game. Grandpa and Granny. Hai ông bà và một con chó, rất là kinh khủng luôn. Start game. Chapter 1. Khi mình vào ngôi nhà này thì bị ông bà đấy đánh một phát ngất luôn. Sau đó thì ông bà này kéo mình vào một trong một căn phòng. Và căn phòng đó bị khóa, nhưng chiếc chìa khóa lại ở trong căn phòng. Thì bây giờ các bạn, khi các bạn vào trong này, các bạn sẽ phải tìm một chiếc chìa khóa, sau đó thì mở căn phòng ra. Ok, theo mình nghĩ chúng ta sẽ làm trong này. Đây rồi. Mở ra thôi. What? Sao bà này bà lên nhanh thế nhở? Mình sẽ đi xung quanh đây. Oh my god. Wow. Ông già thì tỉnh gớm. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Đây là một tựa game của Slender. Play. Phòng game đi. Game. Tựa game này thì các bạn phải nhặt cho mình 5 chiếc chìa khóa. Và khi nhặt được 5 chiếc chìa khóa là các bạn sẽ thoát ra khỏi ngôi nhà này. Ok, và bây giờ thì các bạn cùng mình sẽ đi tìm 5 chiếc chìa khóa nhá. Làm tìm máu đi. Ok, let's go. Đây là nơi bóng rổ. Có một chiếc chìa khóa đây rồi. Ui, chi Slender đã xuất hiện luôn đây rồi. Mình sẽ chuồn luôn. Nếu ngoài đời mà như thế này thì chắc là mình chết khiếp mất và không dám đi đâu nữa. Nhưng mà trong game thì sẽ không sợ cho lắm. Ok, chiếc chìa khóa thứ hai. Wow, một hộp dương nữa. Chiếc chìa khóa thứ ba và một hộp dương. Chiếc chìa khóa thứ tư. Let's go. Và chỉ còn một chiếc chìa khóa thôi là các bạn có thể chạy và thoát ra khỏi ngôi nhà này. Ủa, ông ta chỗ nào vậy? What? Đây không còn lối chạy khác à? Đây chỉ còn lối lên thôi. Mình sẽ đi ngược lại xem như thế nào. Tránh nhìn ông ta.
làm tí máu đi. Keys. Chết rồi, mình đang bị bó ở đây. Chuồn nhanh. Cố gắng xem ở đây xem còn cái gì nữa không. Ta bắt đầu đang tiến lại gần. Rất là nhiều tầng luôn. This is no dream. It's really happening. Ông ta xuất hiện đây chắc mình không thể chạy được. Bị ngay là ông ta xuất hiện đây mà. Thôi bị bắt rồi. Wow wow wow. You okay? Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Mr. Granny. Okay, let's go. Oh my gosh, bị đẩy rồi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.